Hey, xin chào tất cả người và chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Vậy là chính thức chia sẻ lời chúc mùng 1 nhận trang phục miễn phí của Liên Cô Bài đã chính thức ra mắt. Và ngày hôm nay mình ngồi đây để làm video clip review, à đâu, giới thiệu cho các bạn cũng như là hướng dẫn các bạn có thể tham gia cái sự kiện này để nhận bộ trang phục miễn phí và kèm theo thu thập mảnh như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ đọc qua sơ qua để cho các bạn hiểu. Hiện tại các bạn có thể đổi một trong những bộ trang phục như thế này nếu mà các bạn thu thập đủ 8 mảnh. Butterfly tin nữ công nghệ, một bộ trang phục rất đẹp. Ignis hỏa thuật sư, Achit bạch kiếm tiểu thư, Tulen nhà thám hiểm, Omen sĩ quan viện trinh, Liliana hồ quý phi, Violet nữ đặc cảnh, Moren chú thợ điện. Và nếu mà các bạn sở hữu được những bộ trang phục này rồi, các bạn có thể nhận được 5 vé quay kho báu. Sự kiện này diễn ra từ ngày 28 tháng 1 cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2019. Đó, và một ngày các bạn có thể nhận được mấy lần rút thăm? Một ngày các bạn có thể nhận được 6 lần rút thăm. Và bây giờ mình sẽ ấn vào chỗ đây để truy cập sang cái sự kiện. Các bạn muốn tham gia sự kiện, các bạn cần phải tham gia đó là chúc tết.liênquân.garena.vn đây. Và mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả clip lần này cũng như là dưới phần bình luận clip lần này. Các bạn chỉ cần kéo xuống, các bạn ấn vào thôi là các bạn sẽ nhảy sang cái giao diện hoàn toàn như thế này để các bạn có thể tham gia. Ok, đầu tiên các bạn sẽ cần phải xem qua về quy tắc để tham gia sự kiện. Mình hiểu rồi nhưng mà mình đọc qua thôi. Thu thập 8 ảnh lời chúc để có thể nhận được một bộ trang phục trong trong cái sự kiện lần này nhá. Tất cả người chơi đều tham gia được này, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để có thể nhận được những cái lượt rút thăm này. Đó, hiện tại các bạn thì nhìn thấy là có 8 ảnh ở đây. Và khi mà các bạn đầy đủ 8 ảnh này thì ngày mùng 1 Tết các bạn có thể vào game để các bạn đổi được một bộ trang phục hoàn toàn miễn phí. Vừa sau thì mình đã nói rồi cho các bạn rồi. Rồi, đấy là về cái quy tắc. Tiếp tục là nhiệm vụ để nhận được lượt rút thăm. Đây, một ngày các bạn có thể nhận được bao nhiêu lượt đây? Một lần đăng nhập đầu tiên trong ngày nhận 2 lượt nha. Hai ngón tay này, 2 lượt này. Gửi lời chúc cho bạn bè lần đầu tiên trong ngày nhận một lượt rút thăm. Gửi lời chúc như thế nào? Các bạn chỉ cần chia sẻ lên Facebook cá nhân thôi là các bạn gửi lời chúc rồi. Và phải có một người ấn vào cái đường link đấy thì các bạn mới có thể là nhận được một lời chúc. Rồi là các bạn sẽ tính được 3 rồi nha, 3 lần rút thăm nha. Tháng lần đầu tiên trong bản đồ 5 với 5 miền đất hướng, đánh danh hoặc đấu hạng cũng đều được. À đâu, đấu hạng hoặc đấu thường đều được. Nhưng mà các bạn nên nhớ là 5 với 5 là được 2 lần chúc, 2 lượt rút nữa là 5 lượt rút rồi. Tiếp tục cái lượt rút cuối cùng, tích lũy đạt 3 lần hạ gục hoặc 3 lần phụ đầu tiên trong đấu thường, đấu hạng hàng ngày, không giới hạn số lần cùng trận. Nhận được một lượt rút thưởng là các bạn sẽ có 6 lượt rút thưởng trong một ngày nếu mà các bạn hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ như thế này. Ok, và cách gửi lời chúc đây các bạn thấy gì đấy là người chơi có thể gửi đây này, gửi lời chúc cho bạn bè này. Thiểu kiểu gì các bạn cũng hỏi gửi lời chúc cho bạn bè kiểu gì. Thì các bạn thấy gì đấy là người chơi có thể dùng Facebook cá nhân để chia sẻ lời chúc từ trang cá nhân này. Tất cả các bạn bè đều có thể ấn vào link, nhưng chỉ người đầu tiên mới có thể nhận được mảnh vật phẩm kèm lời chúc. Đó, chỉ người đầu tiên ấn vào thôi. Khi xác nhận tặng, hệ thống sẽ trừ mảnh vật phẩm đó. Trong trường hợp vô tình đóng cửa sổ, bạn vẫn có thể copy và chia sẻ link đến bạn bè trong mục lịch sử quà tặng. Đấy là về cái cách gửi lời chúc này. Ok, và tỷ lệ nhận cái này thì không cần quan tâm đâu. Tại vì ngày nếu mà các bạn tham gia đầy đủ từ ngày hôm nay đến ngày mùng 1 Tết thì kiểu gì các bạn cũng có thể là đầy đủ hết những cái mảnh đấy rồi. Cách nhận trang phục đây. Khi mà các bạn thu thập đủ 8 mảnh đó rồi thì các bạn chờ đợi đến ngày mùng 1 Tết các bạn vào đổi. Chứ còn chưa đến ngày mùng 1 Tết mà các bạn thu thập đủ 8 mảnh rồi thì các bạn vẫn không thể đổi được trang phục đâu. Các bạn cần phải chờ đợi đến ngày mùng 1 Tết để các bạn ấn vào cái phần dương để các bạn đổi. Ngày hôm đấy thì mình sẽ làm chi tiết hơn. Đó là về mùng 1 Tết mà các bạn có thể là sử dụng được để có thể mở được những bộ trang phục nha. Khi mà các bạn đầy đủ 8 mảnh trang phục rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ test cho các bạn này. Đơn giản thôi mà. Đường link truy cập đến trang này thì mình sẽ để lại dưới phần bình luận dưới clip lần này. Hiện tại thì mình đang có hai cái một là mâm quả, hai là đầu lân rồi. Lịch sử tham gia các bạn thấy gì đấy đây. Mình rút thử ở đây nha. Rồi, rút thử là thành công. Bây giờ nào, chia sẻ cái đã. Chia sẻ cái, lấy thêm một lần lượt nữa nào. Chia sẻ lì xì. Chia sẻ thì cho nó ngầu bây giờ nhỉ. Lì xì ngay nào đi.
Ai lì xì tôi đi. Đấy, ai lì xì tôi đi. Rồi, đăng nhập Facebook. Đó, đăng nhập thôi. Là các bạn đã chia sẻ rồi ấy. Khi mà có một người, đây đây, đây Facebook của mình. Khi mà có một người ấn vào cái đường link này thì các bạn sẽ được cộng thêm một cái cộng thêm một lượt rút thăm nha. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ là đêm rồi, 1:11 đêm. Thế nên là chắc là chả còn ai online để ấn vào cái đường link này của mình đâu. Rồi mình thử xem là reset lại xem lên không. Đấy, mới có 2 lượt thôi, đăng nhập hàng ngày được nhận 2 lượt mà. Ấn rút cho mọi người nha. Rút phát. Rồi, thỏi vàng, chúc Tết đong đầy hạnh phúc, thu thập 8 mảnh vật phẩm để đổi dương trang phục Tết. Các mảnh vừa thừa có thể chia sẻ cho bạn bè. Tiếp tục phát nữa, pháo à. Đấy chưa. Và bây giờ các bạn thể nhìn thấy là mình đã có 4 mảnh rồi. Làm nhiệm vụ này quá đơn giản đúng không nào. Bây giờ mình chỉ cần đúng 3 mảnh này thôi. Và các bạn nên nhớ là cái mảnh heo vàng này này, cái mảnh heo vàng này này, là chỉ ngày mùng 1 Tết các bạn mới có thể mở được cái mảnh heo vàng này. Còn nếu mà chưa đến ngày mùng 1 Tết thì các bạn chỉ có thể bỏ được những cái mảnh này thôi. Mùng 1 Tết là các bạn vào, các bạn mở nốt mảnh heo vàng. Sau đó các bạn đổi trang phục rất là đơn giản. Ok. Và khi mà các bạn thiếu một trong số những cái mảnh như thế này, các bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng, ví dụ lồng đèn, thiếu lồng đèn, ấn vào phát. Đây. Và các bạn cần kêu gọi bạn bè. Đấy, xong các bạn chia sẻ lên. Các bạn chỉ cần ghi là, từ ghi là, vừa sau là mình ấn vào lồng đèn đúng không? Mình thiếu mảnh lồng đèn. Đấy. Ai cho với như này thôi, ấn vào đăng nhập Facebook thôi là các bạn có thể chia sẻ lên Facebook rồi, kêu gọi mọi người vào cái đường link đấy để cho các bạn cái mảnh lồng đèn. Đấy là rất là đơn giản đúng không nào? Và sau khi hoàn thành đủ 8 mảnh hiện ra như thế này, các bạn chỉ cần ấn vào cái phần này, sau đó là đổi dơ trang phục. Đó, thì các bạn ấn đổi dơ trang phục là các bạn có thể nhận được một bộ trang phục miễn phí trong mấy cái bộ vừa xong mình đã giới thiệu. Đấy, trong số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trong 8 bộ trang phục này. Đúng không nào? Rất là đơn giản luôn mọi người ạ. Nhưng bây giờ là chưa đến ngày mùng 1, thế nên là đây các bạn gì này, chưa mở tính năng đổi quà, tại vì là mùng 1 mới mở tính năng đổi quà mà. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Chủ yếu là giới thiệu cho các bạn cách để có thể tham gia và chia sẻ mảnh, nhận mảnh để nhận một trong 8 bộ trang phục hoàn toàn miễn phí của Liên Cô Ba như thế nào. Và các bạn nên nhớ tham gia đầy đủ. Và ngày mùng 1 Tết, nhớ ấn vào cái sự kiện lần này, thu thập nốt cái mảnh heo vàng để đổi trang phục nha. Mọi người chia sẻ video clip này tới cộng đồng Liên Cô Ba để mọi người đều biết và tham gia sự kiện, không thể để lãng phí được. Cảm ơn mọi người, bye bye. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 덮어 볼만한 말로 담아 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막 그날이죠 괜찮지만
đi ra mình từ đó.